Hello, xin chào cả nhà nha. Bữa nay Truyền Chi đi bắt con tích đây cả nhà. Đi bắt với lên cái bãi này nha cả nhà. Đi thử có nhiều nước này cạn nhiều lắm cả nhà. Tiếp tục bắt con tích nữa. Bắt bậy về điếm ra bán bậy nó 2.000 con nha cả nhà. Con nhỏ, con bự thì mình bán ký. Thì lên cái ngọn đây nè. Đó, dài đó. Chút nữa nó cạn cạn là mình chích ra ngoài đây nè. Rồi để lên cái có ghi hình cho các nhà xem nha. Lên cái khối này. Chủ yếu cũng lết đây này. Có lết cái đường. Cũng dặn thôi. Con sầu riết bự như thế nha, con tích sầu riết như thế nha, mình tiếp tục đây, đến đây gặp được sầu riết nữa cả nhà. Ui, mình chăng luôn đi nha. Gặp hai con tích khổng lồ, lâu lắm mới gặp được nha. Đi vào đây cắm một mắt nha. Con tích ngay đây là hay rồi nha, lâu lắm con đang luôn á. Con này bự lắm nha cả nhà ơi. Đấy, giờ gặp nó rồi nha cả nhà. Lật lên. Dầu xuống rồi. Dạ, qua đây. Đâu rồi? Chạy đâu rồi? Nhà cứ chạy đâu khỏi túi đi. Trời ơi, quá bự cả nhà ơi. Vô hại cả nhà ơi. Hai cả nhà. Bự nha. Như cái nhà thằng máy ạ. Đây. Chạy nó vô. Vô rổ đi. Ăn tích thằng đó cả nhà. Chập hết luôn nè. Con này bự nha cả nhà. Bự dữ quá. Ơi, chẳng chẳng luôn. Bự nha. Con muốn cốm à. Nhập cái hang này cả nhà. Hang này con này chắc nái luôn á. Con này nguyên nái luôn cả nhà. Rồi, cái máy.
chết nữa rồi. Mình đánh này nha cả nhà. Yêu hỏi. Bình quán luôn cả nhà ơi. Thằng lỡ nó là cả nhà rồi. Đạt quá cả nhà, quá đạt. Ngay luôn coi nha. Rất quá ngon. Đi ra ghe đi cái nhà, ghe đi chỗ khác. Bắt đầu đi rồi. Anh này được 4 con. Đó, anh ta đi bắt rất nhanh. Nó người đi quá đây nữa. Đấy mình qua ghe phóng to rồi cho nên xin đi tốt cái quả vậy. Mất một con gái vậy. Đó, mình cũng muốn cạn ghe ra. Đó, ta đi hai ba người dưới nha. Lên cái bãi này cả nhà, cái bãi này đường tăng nữa cả nhà, cả nhà có gì không? Đây con sủi rất này cả nhà, chăng luôn. Con sủi, con sủi cái này. Đây nữa cả nhà, để gặp đây nữa, to nữa. Quá cả nhà ơi. Làm nước à. Vậy chứ lầy nó lấp lại mình đi cũng không thấy nữa nha cả nhà. Đi qua đi lại có riết à. Không có nhiều thôi. Về bà con. Này nè, mình gặp được hàng phân tích rồi cả nhà.
rồi. Chặt dần luôn. Đây nha. Ừ. Có đá. Đây một con nữa nè, hay cả nhà. Hơn quá. Đó, tôi cũng đi bắt cho quyết quá trời. Đây mình gặp lên con luôn rồi nha. Có được cơ ba bốn tôm tích gì à? Được ba bốn năm xoài nè. Đoạn cục cũng thích nghe chỗ kia mình luôn rồi đó. Mình lên mình cũng thấy. Mình đi lên thấy. Bự không anh? Bự không? Hả? Qua có đi không? Có. Qua làm có không? Qua được. Nó chậm vậy. Thôi rồi, nó rất bự rồi. Dần luôn hay cả nha. Con này chắc lắm nè ha anh. Ừ, này chắc lắm. Được như cho anh. Nè, làm mất sự quyết nữa nè. Hay quá hay anh. Bây giờ được mấy tâm tích rồi. Con này nó hai con lớn vậy. Hai con vậy là có gió hả? Hai con trong máy. Ờ. Đây sang hay gì nữa cả nhà. Con tích nè. Kịp luôn. Tè bít luôn. Đừng có tâm tích. Để hai cả nha, buông gần chân không? Chân gặp bên hàng nữa nè nha. Chắc tâm tích đi gì. Cái thùng coi, thấy nó tâm tích. Đại bác. Để xem. Ủa? Đi đâu à?
chui đây. Được nha. Con bự lâu. Đó. Đừng vô. Đó cả nhà. Bự rồi đây nha. Rồi. Này chú. Này con này lên con nữa cả nhà, con này. Chặt bạn luôn. Hay vô cái bọc. Đây, mình gặp được con tròn. Giờ đảo qua đảo lại chứ biết cái đâu đi. Cứ nhớ vui. Bự nha. Ui, thằng thịt nha. Bự ạ, không phải bự nha cả nhà. Đây. Con này cũng bự ạ. Hả? Ai biết khá bự lắm nè. Con này bự không? Con nhỏ không được cũng được. Bự, bự. Mà con anh nè. Ừ. Con cỡ đó thôi. Không. Rửa. À, nha. À. Bành bành không à. Ừ. Rồi, nói bành bành không à. Còn được mấy con bành bành á. Đây mình đừng con sầu riêng nữa nè nha. Được một con sò nữa rồi. Hả? Hay quá anh ơi. À, bắt đặng hai ba con luôn cả nhà. Đâu anh đây em coi coi anh. Đây, anh ở Phước An, mình còn ở Long Thọ nha cả nhà. Phước An đi ở trên, Long Thọ đi dưới. Rồi. 2 kg rồi đó. 2 kg rồi, còn nào mấy à? Bành 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 không cả nhà. Nè. Con thích bún ạ. Ừ rồi. Nè, nó có huyết nó ra là dạ. Nó mới còn sợ huyết. Phải không? Sợ đó. Wow, đồ hên quá. Bật nó lại đi để em đi. Tức đi. Tức bật nha. Tức nữa. Thấy đi qua không thấy, trở lại thấy. Tích 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 tích. Vô hồi rồi, bữa nay trúng mánh tôm tích rồi. Lên lên nè. Ô ô ô ô ô ô ô ô nha. Bành nái luôn. Đây là xong. Con nào con nấy cành cành không cả nhà ơi. Ôi ôi cành khô rồi đó. Cành 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 cành. Hốt đừng con sầu huyết nè cả nhà. Lên quá cả nhà ơi. Dạ. Yeah. Nữa cả nhà ơi. Con này chắc không có. Bứt được. Thử mà có như thế này. Thấy mà nó chắc không có.
thử không biết. Đi có cả nhà. Đây nữa. Này trúng rồi. Cành cành không anh ơi, này vô rồi, này từng chi vô rồi, nè, 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 con này là không bằng mấy con mẹ, đi số con rồi, này mình trúng rồi cả nhà, sầu huyết cũng cành cành cành. Tôi thích cũng bự bự không được cái vô rồi. Đi chỗ lạ mà làm ăn được nha. Đây con luôn nè. Chết rồi. Chết luôn. Chết rồi, chết rồi. Đây con trò mái nữa mày. Ôi giời, mày dùng hai trò nữa. Trò trò quyết. Cái bệnh luôn. Quyết cái bệnh luôn á. Đây luôn cả nhà. Dần luôn á. Nái nái không. Đây một tô luôn cả nhà. Đúng gì lắm nái mà. Mới luôn à. Mực tôm tết. Sầu huyết. Đây hai mày nha cả nhà. Lấy xíu này lên học. Ngay con nào con đấy. Khủng khủng khủng. Mình gặp một sầu huyết nữa coi nha. Chứ to. To thế. Thấy rồi coi nha. Bành 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 luôn rồi. Vô rồi. Thấy vòng vòng kia là con lý nha coi nha. Đây đây nè. Sầu huyết còn chăng nữa nè. Nhà hay là khó hay là để đặt máy xác mới hay biết thôi nha. Bắn 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 không ạ. Rồi. Mời quá. Đây con nữa hay gì coi nha. Đây nữa hay không coi nha. Con này cũng được thôi. Tích con nữa nè. Nhỏ quá. Nhỏ có hai nó đi. Nó lớn thì tính được. Ê, hàng này mới hơn bành nè.
Rồi. Tích đây con nào nó cũng quá anh kia. Quay kìa. Không đây chứ bự được bự rồi khó mình kia luôn rồi con nào con nấy thôi giàu luôn cái này giàu luôn cả nhà ơi con nào nấy ghê rồi chứ nè cả nhà vậy không à đây sò quyết đấy cả nhà ơi nè chần chần rong rong luôn này trúng sò quyết trúng phân tích luôn tích này đại đại không rồi cả nhà đây sư tổ trời ơi đèn hang nữa nè này cái hang nó nè nha đây à hang nó nè thấy không anh cắm máy xuống bắt lại đây nè con này bự ghê lắm này nè đây tít 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 à rồi con tít nước vừa hực muốn chạy xuống hơn coi nha ơi con nào đây nãy giờ mới bắt con tít đó nè đây bộ không chỗ này không 4-5 con rồi nha ở đây gặp sò huyết nữa nè chỗ này làm như ai dục đồ này như là nè rồi này vô luôn chưa không một phần luôn đây nữa cả nhà sò huyết nữa nè cả nhà ôi ui này quá ngon rồi quá ngon luôn cả nhà đây nữa nè cả nhà ôi ơi ôi ơi ôi ơi trước chi ơi mấy trước chi giờ bỏ rồi trước chi ơi đây nữa cái gì nè đây nữa cả nhà chồng đây mà kia yeah, đâu đây nè nãy giờ lập biết bao nhiêu con ở đây đừng sầu huyết nữa nè tưởng em tích không có sầu huyết thôi rồi tha kìa canh không đây nó gì đây khỏi có gì đây. Đây, thành quả của tôi chi này là khủng bố nha cả nhà. Đây, đó em tích ra nè. Còn đồng đấy, đại đại không rồi cả nhà. Đây, để coi mình lấy sầu huyết con bên nha. Sầu huyết nó nè cả nhà. Sáng giờ
Ít nha cả nhà. Ít đại đại không à. Bún chết luôn. Còn khốn rồi. Này con nào nó khủng 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 thôi ơi. Đếm coi được bao nhiêu con khủng nha. Còn mấy con nhỏ thì đếm cho người ta nha cả nhà. Bao nhiêu thì vợ đi bán. Để mà sắp xếp ba lông tích với sò huyết nha. Sò huyết rồi ơi, giờ bắt khủng 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 thôi nha cả nhà. Thấy không? Con nào nó đại vậy nè cả nhà. Đó, bữa này trong đời của Tương Chi là từ hồi mà đỡ tôm tích tới giờ là Tương Chi bữa nay là thành công nhất bữa nay nha cả nhà. Còn này dụ dụ ngay đầu nó chém chết á, nó bốn cái là thấu chỗ xương luôn nha. Con nào sống nhân hết à cả nhà, mới vừa gì nè. Con này cốm rồi nè. Này cốm. Nè, cả nhà thấy nó cốm rút không? Nó đại. Nó con này nhỏ hay đếm cho ta. Nè, mấy nhỏ này bỏ đây. Còn 20 nha cả nhà. Còn mấy con bự này là bán nha cả nhà. Đó, 5 con. 5 con đường 100.000 rồi. Dưa này cho đếm bao nhiêu nè. Để qua đếm. Ba. 6. 10 con. Con tôm tích bự, con này cốm mà. Nhớ có con này cốm nha vợ. Để lên bán nha, với được mối sò huyết khủng khủng không cả nhà. Thấy không? Để đó, sò huyết của Tương Chi nè. Đó, caramel. Nè, caramel đây. Tích khủng không nha. Chụp thử bơ hình quay cho cả nhà xem. Thì đó không xong rồi chờ tạm biệt cả nhà nha. Như đây là kết quả lần đầu tiên của Tương Chi nha, mà nó gần 2 kg sò nha, 2 kg có, với 10 con tôm tích, với 5 con này đếm nữa là tất cả được 15 con nha cả nhà. Thôi chờ tạm biệt cả nhà nha. Rồi, xin hẹn cả nhà lại clip sau. Nếu hay hơn cho like và đăng ký nha cả nhà. Rồi, trong đàn của Tương Chi có bắt được 10 con tôm tích bự to như vậy. 3 6 tí 11 con ta. 11 con lần năm ơi. 11 cái này 16 con. Rồi. Thôi cả nhà ơi. Bỏ vô.